Chào mừng các em đến với trang lời giải hay.com. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta trình bày lời giải cho hoạt động 5, trang 6, sách giáo khoa toán 6 tập 2, bộ kết nối tri thức với cuộc sống. Đề bài gồm có hai ý. Ý thứ nhất này, cho biết các phân số sau có bằng nhau hay không. Ở đây gồm có 3 ô vuông có kích thước giống hệt nhau đúng không ạ? Và trong các ô vuông này thì phần tô màu sẽ được biểu thị bởi phân số ở dưới đúng không ạ? Ở trên là ví dụ ô vuông đầu tiên thì cô có phần biểu thị được tô màu được biểu diễn bởi phân số 1/2. Và ô vuông thứ hai thì sẽ tương ứng là 2/4. Ô vuông thứ ba thì sẽ tương ứng là 8/16. Ý B, thay các dấu hỏi chấm trong hình bên bằng số thích hợp rồi rút ra nhận xét. Vậy bây giờ cô và các em sẽ cùng đi giải quyết lần lượt từng yêu cầu của bài toán này. Với ý A, để biết là các phân số này có bằng nhau hay không thì chúng ta sẽ đi so sánh phần diện tích được tô màu trong từng ô vuông. Vậy chúng ta thấy này, 3 ô vuông này là 3 ô vuông bằng nhau đúng không ạ? Và chúng ta cũng có thể quan sát thấy ngay phần được tô màu trong 3 ô vuông này có diện tích bằng nhau đúng không ạ? Nó đều bằng một nửa của cả của toàn phần của cái diện tích này. Đấy, vậy thì chúng ta kết luận được là 3 phân số 1/2, 2/4 và 8/16 là có bằng nhau đúng không ạ? Vậy ở đây cô sẽ ghi câu trả lời cho ý A. Ta có 1/2 bằng 2/4 và bằng 8/16 do là phần diện tích tô màu ở trong các ô vuông là như nhau đúng chưa ạ? Bây giờ cô sẽ đến câu hỏi B. Thay các dấu hỏi chấm trong hình bên bằng số thích hợp rồi rút ra nhận xét. Vậy đầu tiên cô sẽ trình bày lại đề bài và trong bài của mình. Cô có là số 1/2 này bằng 2/4 và bằng 8/16. Đấy, từ đây đến đây là chúng ta sẽ cần điền một dấu hỏi chấm này. Tương tự như vậy ở dưới này. Rồi, vậy bây giờ với dấu hỏi chấm đầu tiên này, để biết được là trong dấu hỏi chấm này thì chúng ta điền số nào thì các em sẽ trả lời cho cô câu hỏi, đấy chính là 1 nhân với mấy thì bằng 2. À đây, 1 nhân với số bao nhiêu thì bằng 2. À chúng ta có câu trả lời là 1 nhân với 2 thì bằng 2 đúng không ạ? Vậy ở trong dấu hỏi chấm đầu tiên cô sẽ điền số 2. Cô sẽ dùng bút đỏ để điền cái phần mà đề bài yêu cầu được chưa ạ? Chỗ này sẽ là 1 nhân với 2 đúng không ạ? Tương tự như vậy, dấu hỏi chấm ở phía dưới này. 2 nhân với bao nhiêu thì bằng 2? À cô xin lỗi, 2 nhân bao nhiêu thì bằng 4? À chúng ta cũng có câu trả lời là 2 nhân 2 bằng 4 đúng không ạ? Vậy ở dấu hỏi chấm thứ 2, cô cũng sẽ điền là số 2. Tiếp theo dấu hỏi chấm số 3. 2 nhân với số nào thì bằng 8? À chúng ta thấy 2 nhân với 4 thì bằng 8 đúng không ạ? Vậy ở chỗ này cô sẽ điền là nhân với 4. Và dấu hỏi chấm cuối cùng, 4 nhân với số nào thì bằng 16? À chúng ta có câu trả lời là 4 nhân 4 bằng 16 đúng không ạ? Vậy thì dấu hỏi chấm này cần điền đấy chính là số 4 đúng chưa? Nhân 4. Rồi như vậy là chúng ta thấy rằng là cô đã điền xong được tất cả 4 dấu hỏi chấm này. Đấy, và chúng ta có đưa ra được nhận xét đó chính là từ một phân số mà muốn biến thành một phân số khác ở đây thì chúng ta sẽ cùng nhân cả tử và mẫu với cùng một số đúng không ạ? Đây, ví dụ như ở đây là chúng ta sẽ cùng nhân với 2 này, còn ở đây thì chúng ta cùng nhân với 4 đúng không ạ? Đấy, vậy thì chúng ta nhận xét được rằng là dấu hỏi chấm ở phân số thứ nhất đến phân số thứ hai là có giá trị bằng nhau. Và tương tự hai dấu hỏi chấm ở phân số 2/4 đến phân số 8/16 cũng có giá trị bằng nhau. Rồi như vậy là cô và các em vừa trình bày xong lời giải cho hoạt động 5 trang 6. Các em hãy truy cập thêm vào trang lời giải hay.com để xem thêm lời giải cho các bài tập khác. Cảm ơn các em và chúc các em ôn tập tốt.